Thì nãy giờ mình có đi tìm Movie Planner nhưng mà không thấy các bạn ơi. Để chúng ta cùng nhìn một lần nữa coi. Ông đây các bạn ơi. Ôi đây này. Đây, ông Movie Planner đây rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình bay không tới rồi. Để mình cởi con chơi đi ra để mà lên cái coi. Đây, mới đổi sang cái cánh để mà test các bạn à. Nó. Movie Planner. Ông này không có chịu xuất hiện ở dưới đất đâu. Tao không có chui lên trên cao đứng thôi à. Sẵn tiện thì mình sẽ tiến hành học skill cho Tabu Koko nha các bạn. Đó, lâu lắm rồi mới gặp lại cái ông này đó. Thì mình sẽ lấy cái con Tabu Koko ra nha. Đâu rồi, em Tabu Koko mới bắt. Đây các bạn ơi, con này chỉ mới cấp 60 thôi. Đó, học skill cho nó liền. Trước mắt thì mình sẽ tiến hành học skill chuẩn cho Reshiram trước nha các bạn ơi. Ở đây có Dragon Ball nè. Mình sẽ học chiêu Dragon Ball cho Reshiram luôn nha. Thay Dragon Ray các bạn ơi. Đó. Cũng như thì mình sẽ học một cái chiêu hệ lửa khác cho nó luôn. Đó chính là Flamethrower nha. Đó. Flamethrower học thay chiêu Slash đi ha. Cho nó đủ nguyên một cái bộ combo luôn. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ học cho Tabu Koko nha các bạn ơi. Electro Ball nè, thay Force Sweep luôn đi. Tiếp theo thì sẽ là Nature bắt nét nha các bạn. Nature bắt nét. Đây, Electric Terrain các bạn ơi. Cái này là cái chiêu chuyên dụng của Tabu Koko đó. Và cuối cùng là Rebirth nha. Đó. Quá đủ rồi nè. Wow, xịn sò liền. Trời nó cũng tối rồi các bạn à. Đó, để mình thử dùng cái cánh này bay một vòng thử coi. Sẵn tiện kiếm cái ông trainer nào để mà test chiêu luôn. Hấp dẫn, học chiêu nãy giờ tới tối luôn đó các bạn ơi. Dùng cánh bay nó cũng khá là hấp dẫn đó. À đây đây đây, có một ông trainer đứng sẵn luôn nè các bạn. Ông này mới cấp 66 thôi. Sẵn tiện thì mình sẽ test cái chiêu của mấy cái em mới học luôn nha các bạn. Trước tiên là Groudon nè. Đây, mình học Solar Beam cho Groudon các bạn ơi. Chiêu này á, khi mà dùng Groudon để mà sử dụng thì nó sẽ không có cần sạc đâu các bạn ơi. À, đổi qua Magnet Mine rồi các bạn ơi. Con này chỉ còn có chấm máu thôi. Eruption phát nữa cho nó ngụm củ tỏi luôn. Mình vẫn tiếp tục xài Solar Beam nha các bạn ơi. Đó, mới học cái chiêu này cho Groudon. Nhiều bạn cũng bảo mình nên học Thunder cho Kyogre. Chắc khi nào gặp lại Mourinho một lần nữa thì mình sẽ học cho nó nha. Đây, Recipe Play. Chết một em nữa luôn. Kling, đây là em cuối cùng rồi nha các bạn ơi. Đó, cuối cùng cũng đã test xong rồi. Nãy giờ quên chào các bạn thì hãy xin chào các bạn ngồi trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nhé các bạn ơi. Đó, đầu video thì mình có một cái đoạn clip đi tìm Movie Planner đó các bạn ơi. Cũng như là mình đã học mấy cái chiêu chuẩn cho Pokemon đó các bạn ơi. Ở đây thì cái chuông của Ho-Oh nó vẫn chưa rung nữa các bạn ơi. À, bên đây có một em Garchomp Boss Legendary luôn. Sẵn tiện thì mình sẽ dứt nó luôn nha các bạn. Garchomp còn chấm máu thôi. Ui, nó đánh con Kyogre của mình đau vãi. Ây da, không đánh chết được nó đâu các bạn ơi. Chắc mình sẽ chuyển qua em Virizion thử đi ha. Xài Leaflet nè. Đau lá. Ui, nó cho mình hai cái cục xương thôi. Và một tấm play hạ độc. Tấm đó thì mình đã có rồi. Mình đã có full hết tất cả cái tấm play rồi mà. Đây, để chúng ta thử Chessborn Legendary một cái nha các bạn ơi. Ôi, còn 11 phút nữa sẽ có một em Legendary xuất hiện nha. Ôi, và trên đầu mình nó đã thay đổi cái mũ rồi. Để có cái này thì các bạn có thể sử dụng cái lệnh Redeem Trainer Cap. Đó, là nó sẽ ra cái mũ bình thường. Và cái lệnh thứ hai đó chính là Redeem Score Hood. Đó, nó sẽ ra cái mũ tài thỏ này nha các bạn ơi. À, điều kiện là tài khoản Minecraft của bạn phải liên kết với cái tài khoản Bitsimon nha. Đó. Có gì thì các bạn cứ lên trang bitsimon.com để mà tìm hiểu thêm nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ đứng đây và tiến hành câu mấy cái red shark nha các bạn ơi. Trời ơi, mới có 5 cái thôi, chưa đủ để mà tạo được một cái viên red orb đó. Mình sẽ cố gắng câu coi thử tập hôm nay chúng ta được bao nhiêu cái nữa nha. Ui đây, hai dấu chấm than rồi nè. Mấy cái này mình sẽ không có giật lên đâu nha các bạn ơi. Chờ khi nào ba dấu chấm than rồi chúng ta giật một thể luôn.
Chứ giật như thế này nó sẽ rất là mất công để mà chúng ta phải đánh nó nữa đó. Ui, lại hai dấu chấm than. Vẫn chưa được các bạn à. Bên đây có con boss nè. Đít lịch các bạn ơi. Sẵn mình sẽ qua xử nó luôn nha. Em này mới cấp 104 thôi. Chết queo luôn. Nó cho mình luôn một cái viên kẹo tăng cấp nữa các bạn ơi. Thôi mình sẽ để dành đi, tí mình sẽ cho Pokemon ăn sau. Ôi, hiện tại mình đang ở tại cái vùng Mushroom Island đó các bạn à. Cái vùng đảo nấm. Thì vào buổi sáng tại vùng này sẽ có cơ hội xuất hiện Magina nha các bạn ơi. Đó là cái con Pokemon mà nó hay theo Volcanion đó các bạn. Ôi, bên đây có thêm một cái con boss nữa nè. Và như là boss Mega thì phải. Đây là Banette nè. Mình tính đi qua cái vùng đảo nấm này, chờ tới sáng coi thử có cái Magina xuất hiện không đó. Chết queo luôn. Ui, thêm một quả Master Ball nữa nè các bạn ơi. Ui, vãi chưởng hả. Ui, và đây chính là một quả Master Ball thứ 17 của mình rồi đó. Đó, 17 quả luôn nha các bạn ơi. Quả này thì bắt auto dính đó các bạn à. Và hiện tại Pokemon của chúng ta vẫn là 783 em trên 809 em nha. Wow, còn thiếu 26 em nữa hả? Hấp dẫn. Và 4 phút nữa sẽ có một em Legendary xuất hiện đó các bạn ơi. Thì chúng ta sẽ cùng chờ xem nha. Nếu nó không ra thì thôi chúng ta sẽ đi qua cái vùng khác. Ôi, ở đây có em cu nấm nè. Nó cũng thách đấu mình nữa. Đây là cu nấm model cũ đó các bạn ơi. Nhìn nó khá là xấu ha. Model cũ nhìn nó cứ vuông vuông như thế này các bạn ơi. Chết queo luôn, nó cho mình mấy cái nấm. Lại thêm một cái em boss nữa. Đây là boss thường thôi. Lụm cái con boss thường này luôn nha. Ây da, quăng hụt rồi. Đây là Swirlit các bạn ơi. Chết queo luôn. Wow, nó lại cho mình thêm một cái viên Ray Candy nữa. Ôi, sẵn tiện mình sẽ cho V-Region lên cấp luôn quá. Cấp 99 rồi. Cho nó lên cấp 100 luôn các bạn ơi. Ôi, hình như nó bị bự lên thì phải. Hay là mình cảm giác như vậy ta. Cứ cho nó lên cấp thì nó bự lên vãi chưởng luôn đó. Mình đang tiến hành đánh em boss sắp ai đó các bạn ơi. Nó dưới hang lận. Nãy giờ mình dùng cái con Charizard này á, cấu máu lâu vãi chưởng luôn đó. Đây, và cuối cùng, ui, nó lại cho mình một cái tấm play. Tấm này mình đã có rồi nè. Và ở trên này nó có một cái con Numo hả. Ok, để chúng ta cùng lên kiểm tra coi. Đây là Numo Shiny các bạn ơi. Hình như tập trước mình bắt nó rồi thì phải. Để mình kiểm tra coi nha. Đây đúng rồi các bạn à. Con Shiny Numo này mình đã có rồi. Mình sẽ không bắt nó nữa nha. Ôi, hấp dẫn hấp dẫn. Cái em này đang chỉnh lệnh mình thách đấu tôi à. Bộ cái hiệu các bạn à. Đó. Sẵn tiện thì mình sẽ tiến hành câu tiếp tục mấy cây Red Shark nha. Trời, đứng câu nãy giờ anh em à. Và hiện tại thì còn 11 phút nữa sẽ có cơ hội xuất hiện một cái em Legendary đó. Ui, 3 dấu chấm than và chúng ta đã được một cái Red Shark rồi nè. Hấp dẫn. Ui, thế là mình đã có được 6 cái Red Shark rồi bạn ơi. Chỉ còn 4 cái nữa thôi. Để mình cố gắng trong tập ngày hôm nay câu cho đủ luôn nha. Còn không đủ thì chắc chúng ta sẽ phải chờ tới những tập kế tiếp quá. Ngon lành canh đào. Đây, để coi lên được cái gì nữa nè. Ui, toàn một dấu chấm than thôi. Nãy giờ nó cho mình mấy cái game không các bạn à. Mấy cái viên ngọc. Trời, nhìn nó giống kim cương vậy ha. Mấy cái viên này dùng để tăng sức mạnh của mấy cái chiêu đó các bạn à. Ui, hai dấu chấm than. Lần này chúng ta gặp Makago rồi. Dứt mày luôn nha. Rồi, tiếp tục câu tiếp thôi các bạn ơi. Câu tới tối luôn rồi nhưng mà vẫn chưa có gì anh em ạ. Ui, lại cái màu game. Mấy cái game này sao cứ dính hoài vậy ta. Đây, Magma. Rồi, thôi chắc bây giờ mình sẽ đi qua cái vùng khác đi các bạn ơi. Tại vì nó cũng sắp tới cái thời điểm xuất hiện huyền thoại rồi. Đây, 6 cái Red Shark đó các bạn. Hấp dẫn. Lần này mình sẽ đi qua cái vùng nào đây ta? Chắc mình sẽ đi qua cái vùng Mega Tiger Hill nha các bạn. Vùng xuất hiện của Rosirem cũng như là Zekrom đó.
đang buổi tối nên là có cơ hội Jet Chrome sẽ xuất hiện đó bạn ơi. Đây, đây chính là Mega Tire Hill. Đúng cái chỗ hôm bữa chúng ta bắt Rosirem luôn đó các bạn. Để mình chest spawn Legendary với coi. Còn 4 phút nữa các bạn ơi. Để mình đi quanh đây mình phải đánh một vài Pokemon nữa. Đó. Đánh trước cái con Illumise này đi. Ui, cho đồ toàn gì không à. À, bên đây có thêm một cái boss nữa nè. Vẫn là Illumise các bạn à. Nằm đâu tuốt trên đây vậy? Đây các bạn. Hồi nó xanh lè luôn. Dứt nó thôi. Ui, chưa chết, con này trâu quá ha. Nhưng mà không sao. Mình cấu của nó rất là nhiều máu luôn đó. Chết, queo luôn. Và nó cho mình một cái viên Rare Candy nữa. Ui, bây giờ đánh boss đó, nó dễ ra viên kẹo tăng cấp lắm các bạn ơi. Nói chung cũng hấp dẫn đó. Để mình chest spawn cái coi. Ui, còn 2 phút nữa các bạn à. Ngon lành, ngon lành. Rồi, cố gắng đợi một xíu nữa coi. Còn 1 phút nữa thôi các bạn. Hy vọng là Zekrom sẽ xuất hiện nha. Đợi thêm một chút nữa các bạn ơi. Hy vọng là nó sẽ xuất hiện nha. Lâu quá vậy ta. Sao lâu quá vậy. Ui, và đây rồi. Cuối cùng nó cũng đã xuất hiện luôn các bạn ơi. Đây, Zekrom. Hấp dẫn vậy. Ui, vẫn là cái vùng này. Vẫn là cái tọa độ Mega Tiger Hill 4 này. Và Zekrom nó cũng đã xuất hiện. Ồ, y chang với lại Reshiram nữa các bạn ơi. Ơ, nhưng mà mình cảm thấy cái con Zekrom này nó hơi bị nhỏ thì phải. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái quả Whip Ball trước nha. Hình như cái quả này lúc nào cũng không được với huyền thoại thì phải. Rồi, thôi kệ, để mình tiến hành cấu máu nó đi. Cho nó còn một máu các bạn ơi. Phone Whip này nè. Đó. Ui, nó boost xấu cho mình các bạn ơi. Nhưng mà không sao. Phone Whip nó tiếp tục các bạn ơi. Kéo cho nó còn một máu coi. Để nó nhiều máu quá thì mình bắt không có được đâu. Phone Whip phát nữa nè. Ui, con này nó trâu kinh khủng á. Sao cái chiêu Phone Whip mà nó yếu vãi cái chưởng luôn đó các bạn ơi. Hình như nó vẫn chưa còn một máu thì phải. Mình phải xài một lần nữa các bạn à. Đây. Chính xác bây giờ nó lại còn một máu rồi đó. Và xích dơ của mình cũng đã bị ngẫm cổ tở lắm rồi. Để mình cho con trai ra trụ nha các bạn ơi. Tiếp theo mình sẽ xài Dust Bone đi. Đó. Dust Bone. Ui, không được rồi. Nó vẫn đánh Charizard của mình các bạn à. Ai da, nó đâu rồi. Tiếp tục một quả Dust Bone nữa nha các bạn ơi. Mình sẽ cố quăng tầm 3 quả Dust Bone. Còn không được thì mình sẽ qua Tamabon nha. Ui, chỉ 3 quả thôi mà mình đã bắt được cái em Zekrom này luôn các bạn ơi. Ui, sao bữa giờ bắt Legendary nó hơi bị dễ dễ sao các bạn à. Ôi, hên quá. Cuối cùng cũng có được cái em Legendary Zekrom rồi các bạn ơi. Và không cần phải sử dụng bất kỳ cái quả Master Ball nào cả. Rồi, để mình sẽ tiến hành lấy nó ra coi thử luôn nha các bạn ơi. Thì cái em Zekrom á, nó cũng như Reshiram thôi. Nó cũng có thể bay được, đó. Và cái con này á, thì nó đại diện cho lý tưởng nha các bạn. Ủa, một con là chân lý, còn một con là lý tưởng nha. Rồi, bây giờ số Pokemon của chúng ta đã tăng lên 784 rồi đó. Và Pokédex nó vẫn như vậy thôi. Đây, cùng coi thử cái em Zekrom này các bạn ơi. Ui, thì hình như nó hơi nhỏ hơn Reshiram thì phải. Các bạn có để ý thấy không? Ờ, cái đuôi nó kìa. Nhìn như ốc vít vậy, nhìn hấp dẫn rồi. Đó, thường thường thì nó sẽ sạc điện như cái đuôi chứ ha. Đây, để mình coi kích thước của nó nha. Đây, kích thước small các bạn ơi, nhưng mà cộng speed. Các chiêu của nó nè, có được một cái chiêu rất là chuẩn luôn, đó chính là Fusion Ball đó. Ồ, rất là giống Fusion Flare. Con này nhỏ hơn Reshiram, tại vì Reshiram kích thước chuẩn các bạn à. Nhưng mà Reshiram thì lại bị trừ speed đó. Rồi, hấp dẫn nha. Cuối cùng cũng có được nó. Con Pokemon rồng điện. Đây, để mình sẽ cho con Kyurem lên cấp nha bạn ơi. Cho mày hẳn lên 4 cấp luôn. Học được Blitzard nè. Chứ mình sẽ thay Slash này luôn nha các bạn ơi. Ngon lành. Wow. Cấp 79 rồi đó. Ôi, bên đây có một cái ông trainer nữa nè. Sẵn tiện đi qua thách đấu với ông luôn các bạn à. Cho cái mấy game Pokemon của mình nó lên cấp.
Đây, đầu tiên gặp Metan. Ông này cấp 90 mấy luôn đó. Áp mình giỏng vậy. Aaron, lần này thì chúng ta sẽ lên Mega đi, cho nó ngầu anh em à. Rồi, Mega Charizard X nha các bạn ơi. Uầy, con này sao trâu vậy? Nó có máu Charizard của mình cũng hơi bị kinh đó các bạn ạ. Mày nè, chết queo luôn. Magneton, ui, ngủm luôn cái em Charizard của anh rồi. Đây, Magnet Mai thì cho con Residence xử luôn nha các bạn ơi. Ôi bên đây có một cái con boss khác nữa, đó là Kem Rook các bạn à. Ngon lành, ngon lành. Sẵn tiện đi qua thách đấu con này luôn nha. Mình sẽ ru ngủ nó các bạn ơi. Thử xài em Duck Ride để mà đi đánh boss thử coi. Lần đầu không được thì ru lần hai là được. Đó, ngon lành liền. Rồi bây giờ thì ăn giấc mơ đó thôi các bạn à. Cùng với cái chiêu này và nội tại á, thì chúng ta sẽ ăn giấc mơ của nó sạch bách luôn, cho nó chết queo luôn đó các bạn. May nè, sao mà sống được. Ui ui, con boss cho đồ cùi quá vậy. Thôi đi về các bạn ơi, con boss này cùi quá à. Đây, đi về đây. Chuông của Ho-Oh thì vẫn chưa rung nè. Trời ơi, để mình kiểm tra thử coi mình có đem cái DNA splicer để mà kết hợp mà Kyurem với lại hai con kia không ta. Ôi hình như không có đâu bạn ơi, mình để ở đâu rồi, chắc mình phải đi về nhà mới được. Ở nhà thì mình có được hình như là một hay là hai cái gì đó. Đâu rồi, nhà tôi đâu rồi? Home, teleport về nhà đó bạn ơi. Lâu lắm rồi cũng chưa về lại nhà nè. Đây, DNA splicer. Cái này thì không có thể chế tạo được nha các bạn. Chúng ta có thể có được nó từ Kyurem nè. Ui, Blue Shark thì mình cũng đang có được 3 mảnh rồi đó. Ui, sao ông này ở nhà tôi? Ơi. Ủa? Cái ông này ông đột nhập vô nhà mình các bạn ơi. Chơi vậy là không được nha. Rồi, bên này có không ta? Bên này không có rồi. À đây các bạn ơi. Đây, DNA splicer. Đó, ngon lành liền. Một cái thì mình ngỏ rương ra đó, còn cái còn lại thì khi mà thu phục Kyurem nó cũng rơi ra luôn đó các bạn ơi. Đây, để mình giết hết mấy em Pokemon gần đây cái đã. Trời ơi, chuẩn bị kết hợp Kyurem nha các bạn. Đây, bên đây có một con Electrike nè. Giết nó luôn. Chứ mình mà để lâu á là tụi nó cũng canh me để mà gã thách đấu mình à. Bọn này nó ghê lắm. Rồi, ngẫm của tỏi hết rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ kết hợp Kyurem với lại Reshiram trước nha các bạn. Kyurem với lại Reshiram. Đây 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 đây. Cho kết hợp nào. Ui, nghe tiếng cũng rất là hấp dẫn đó các bạn ơi. Và nhìn nè, nhìn nó rất là đẹp đúng các bạn ơi. Wow. Một nửa là Kyurem và một nửa là Reshiram đó các bạn à. Các bạn có thể thấy lửa. Ở chính xác là cái này là lava luôn hay sao á. Nó được bơm từ đuôi lên thân cho cái con Kyurem các bạn. Ui, con này thì có thể bay được. Ồ, quá đã luôn các bạn ơi. Ui, con này nó ngầu thiệt sự luôn. Wow, nhìn hai cái bên cánh tay nó cũng rất là đẹp luôn ha. Nó phân chia rõ ràng nè. Và cái đầu nó cũng như vậy luôn. Con mắt thì rất là đẹp luôn đó. Wow, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho Kyurem với lại Zekrom thử nha. Rồi, kết hợp nào. Ui, con này thì nhìn lạnh lẽo hơn các bạn ơi. Wow, cái đầu đó nè. Nhìn con này thì nó đều hơn thì phải. Wow, một nửa là Kyurem và một nửa là Zekrom đó. Vẫn là cái đuôi. Cái đuôi này nó bơm sấm sét lên cho cái thân của Kyurem đó các bạn à. Ui, con này thì nhìn không có ngầu bằng cái con quay Kyurem ha. Rồi, để mình thử bay lên một xíu coi. Wow, con này thì cũng khá là đẹp nhưng mà nó không ngầu bằng con White Kyurem các bạn ơi. Rồi, do cái đuôi của cái con Black Kyurem này á, nó không có hiệu ứng. Nó không có được trau chuốt cho lắm các bạn à. Ui, vẫn kích thước small. Ui, nhưng mà nó to thiệt sự ha. Ồ, hấp dẫn. Hấp dẫn, hấp dẫn. Wow, cho lên lại White Kyurem các bạn à. Xôi ôi, tao nói nó đẹp. Ủa, có một con Shiny xuất hiện kìa. Con ma rip các bạn ơi. Để mình kiểm tra coi mình đã có nó chưa đã. Ui, hôm giờ mình cũng để ý là Shiny nó cũng xuất hiện khá nhiều đó các bạn ơi.
Mà rip shiny mình chưa có rồi. Ôi con màu hồng nè. Ôi nhìn dễ thương vậy. Thu phục nó luôn. Đây, Whipburn. Trời ơi. Cho con White Kyurem ra đứng kìa bạn. Nhìn đẹp chứ kìa. Mình rất là thích cái đuôi của con White Kyurem luôn đó. Oh, hấp dẫn. Một quả thành công luôn. Ê, trên đây có một cái ông trainer nè. Thách đấu ổng luôn. Ông này cấp 91 các bạn ơi. Nãy giờ thì mình đang đi luyện cấp cho cái dàn Pokemon của mình đó. Đi đánh mấy trainer á, lên cấp liên tục luôn các bạn ơi. Ôi tôi chết queo cái con White Kyurem của tôi rồi. Đây, để mình đốt nó cái đã. Magneton nè, một em. Lyrin hả? Hai em. Ây da, con này trâu quá các bạn ơi. Trâu kinh khủng luôn. Đây, tiếp tục Felix phép nữa nha. Hai em. Ba em. Ui và hẹo luôn Charizard của mình rồi. Chuyển qua Darkrai đi. Ru ngủ thử nha các bạn. Ui, nó không bị dính chiêu. Ở cái hông kia nó bị rớt xuống dưới luôn rồi. Ru ngủ lại. Đó, bị dính chiêu rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn giấc mơ của nó nhé. Ăn giấc mơ. Ui, nó tỉnh lại rồi các bạn à. Wow, cái con này nó ghê quá vậy. Thử luôn ngủ lại phát nữa nha. Wow, nó đang rơi lại vào cái trạng thái ngủ rồi đó. Ăn giấc mơ của nó các bạn ơi. Ui, nó lại tỉnh nữa. Trời đất ơi, sao mà đánh cái con này được đây. Mình sẽ dùng tuyệt kỹ Z luôn đi, cho lẹ. Trời đất ơi. Đây, mê tan lần này thì bị ngủ nè. Tự nhiên mình đâu có dùng chiêu đâu mà nó cũng bị luôn. Rồi, sáng tiện thì tôi xin ăn giấc mơ luôn nha. Ăn giấc mơ của mấy con này á, thì nó sẽ hồi máu lại cho Darkrai đó các bạn ơi. Ồ, cái chiêu này nó rất là đã luôn. Quá lợi. Remitter phát nữa nè. Ngon lành. Mình thấy ở dưới đây còn một cái ông trainer nè. Trời ơi, chui vô hang kỹ quá ha. Tính trốn tôi hả? Dứt cái ông này luôn nha các bạn ơi. Lần này thì vẫn tiếp tục là White Kyurem ra trận nha. Ôi, mấy cái chiêu á nó không có bị thay đổi gì cả. Nó vẫn là chiêu cũ của Kyurem đó các bạn à. Ui, khá buồn nha. Ui, vậy là không được rồi. Chắc mình phải học một cái bộ combo chuẩn cho cái con Kyurem mới được. Và cũng có thể mình sẽ còn bắt thêm một con Kyurem nữa đó các bạn ơi. Đây, Erin. Còn có 1 xíu máu à. Giết nó luôn. Cho mày dính củ tỏi luôn. Ông này có nhiều Erin lắm các bạn ơi. Sưu tầm ở đâu ra mà quá chừng vậy. Chết quèo luôn. Ngon lành rồi đó. Rồi, để mình bộ cái hiệu cái đã. Hệ của cái con Kyurem này nó cũng không có thay đổi luôn đó các bạn ơi. Mình tưởng khi kết hợp thì nó sẽ có được cái chiêu mới. Nhưng mà không phải các bạn ơi. Ui, bên đây có một con boss nè. Meditate. Để mình đi qua mình kiếm nó luôn nha. À, cái gì vậy? Con heo lò xo các bạn ơi. Ơ, bên này có hai con Rillaboom nè. Một con thì to khổng lồ luôn. Còn con có tí hơn à. Hai con xuất hiện chung các bạn à. Đây, Meditate. Con boss của chúng ta đang tìm nè. Mày nè, nửa cây máu liền. Ôi quá nửa cây luôn đó. Nó làm mình bị tê các bạn à. Không sao, dứt nó luôn. Ngậm củ tỏi liền. Đó. Rồi, dưới đây. Ôi, dưới đây có con rồng hai đầu thôi à. Không còn trainer nào nữa ta. Để mình đi kiếm thêm nào. Ôi đây các bạn ơi. Trainer đây rồi. Mấy ông này giờ thôi trốn kỹ với ta. Nãy giờ mình có đi tàn sát trainer đâu mà. Ui, hồi dứt ổng thôi các bạn à. Ui, lại là Erin. Cái vùng núi này toàn là mấy con này thôi à. Erin một em. À, cũng Graveler. Lâu rồi mới đánh lại với con này đó các bạn ơi. Hai con luôn. Trời ơi. Ui, Cheldu nè. Đây là cấp 1 của con Graveler đó các bạn. Diwibble. Cũng chết queo luôn. Ui, vẫn là hai con Erin. Kiếm đâu ra mà nhiều vậy. Trời đất ơi, lên cấp Pokemon liên tục. Quá đã luôn các bạn ơi. Mưa to quá các bạn. Chắc có vẻ mình sẽ đi qua cái vùng treo chuông của Ho-Oh nha các bạn ơi. Qua đây mình sẽ câu cá tiếp đi. Trời đất ơi. Đâu rồi. Lấy Crouching ra tắt mưa cái đã. Mưa to vãi cả chưởng hả. Nãy giờ mình cũng rất là muốn đi tìm thêm một cái ông Murilaner nữa. Nhưng mà chưa có cơ hội bạn ơi.
ổng mai danh ổng tích rất là lâu rồi. Cây vả trưởng hả? Thôi để lên đây câu cá tí đi. À chính xác là câu red ọt chứ, làm gì có cá mà chúng ta câu. Câu thử được cái gì nào nha. Ui, ba dấu chấm than và được thêm một cái red shark các bạn ơi. Ui, và đây là cái red shark thứ 7 của mình luôn rồi đó. Chỉ còn thiếu ba cái nữa thôi bạn à. Quá xịn sò luôn. Ok, thì chắc clip của mình tới đây là kết thúc rồi. Tập hôm nay quá là may mắn khi mà đã thu phục được Zekrom. Và mình đã cho các bạn thấy được hai dạng Black and White của Kyurem rồi đó. Ở ngoài ra mình còn có thêm một quả Master Ball và thêm hai cái Red Shark nữa các bạn ơi. Hy vọng tập sau mình sẽ đủ nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nữa. Các bạn thích Kyurem ở dạng nào nhất thì nhớ cho mình biết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.